chó, chết chó. Ôi. Quá trời. Nguyên một bầy chó con. Má chút luôn chạy rồi, không thấy cái nào cán chết rồi. Má ngày ngày cái trận chiến hạm luôn. Vậy mà chứ là nó thu vậy à. À, mà làm mấy con chó nó chắc nó cũng có ngày. Nó thiệt. Cái tự nhiên tắt không được. Còn ông nghe. Rồi, đây ổ này còn giữ nữa. Ừ. Mà thấy không? Còn nữa. Chấm tử luôn rồi, chấm tử bảo dưỡng không? Giờ mình sẽ tắt âm ra. Đó, có thấy không? Một ổ quá. Cái này là không. Quá trời luôn các bạn ơi. Lộn ổ nữa đóng 8 tháng rồi. Trong đây còn nữa nè, mấy cái tàn này nè. Quá trời luôn. Thấy không các bạn? Thấy không? Em có nhiệm vụ không? Thấy cái này quá trời luôn nè. Dạ. Dạ. Đâu mày nói nóng, coi còn mấy cái tàn nữa vô. Còn. Đang cầm thỏi của lúa phi. Đang cầm nè. Muối rớt của mẹ ơi. Tao nghe eo đây. Tao không có bọc chứ đâu. Ừ, là đâu để Vũ lấy thỏi thỏi quay thử đi. Quay đây nè. Rồi, một tàng nữa. Miếng hả? Nhỏ vậy. Đẩy vậy. Cái này đéo lấy ra được đâu, phải nằm sát ở trên. Ừ, nữa nè. Cái ổ này nó đóng vô tới ngoài luôn. Trời đụng má cái gì vậy trời. Ơi, hai giờ là 2 giờ là mình lụm nhộng rồi tí ơi. Từ từ khoan đi. Khoan hả? Cho con qua bắt hết đi. Vô vô. Mà cái hàng nữa rồi. Để quay thử đi. Để dớp vòng luôn. Con hay con giữ chở anh kìa, ngoài ngoảy giữ anh kìa chứ còn phút còn miếng. Trời mẹ nó. Rồi đèn ánh sáng lên. Còn có miếng hả Tý? Còn miếng nè. Chứ này nè. Chứ không được tàn nữa hả? Vì nguyên tàn nó dần bẻ rồi đó. Nó đâu rồi. Còn ngoài ngoảy luôn nè. Đóng thì đóng cũng đâu. Mà ở đây người ta không có. Này là mình bắt được một tàng nha các bạn. Bây giờ đang bắt ra tiếp. Này số ong đốt chết. Rồi thấy không? Còn kẹt một tàng đây bạn. Đây, cái tàng này là các bạn thấy là phát kinh con mẹ nó giữ luôn, thấy không? Đó, bây giờ mình còn sẽ tiến hành lấy nó ra nha. Cho cái đàn đây. Lực lượng mình nè. Này là ổ này được gọi là ổ khủng nha. Không, nãy đó mình nó mới chích đó, nằm đó, nằm đầu miệng nè, thấy không? Nhìn á. Đưa nó lên. Trời đủ mát à. Cái lồng má cái nào cái đầu cái tàn. Quy déo này dài lắm nha các bạn. Mà lúc mình quay á, đỉnh đi quy. Kéo lên quay được. Ừ, kéo lên chứ. Rồi. Này, các bạn thấy không? Các bạn nhìn ổ nè. Không có quay cho các bạn coi được tới cuối. Đợi đi, nó chết rồi. Đó, thấy không? Cái ổ này là kinh khủng lắm các bạn. Ủa
này được rồi. Trời ơi, trời ơi. Ông nội tao... coi nhìn đâu ông. Trời các bạn nhìn nó nhúc nhích nè. Tao nói cháu này có nước hai nồi đó bây ơi. Rồi rồi, đổ qua đem vô. Đúng rồi, cái này chia hai nồi đó. Quá trớ kìa. Còn mấy tàn tí. Dốc lại tí. Chị này 5 tàng á. Chị chăm chi nữa. Thằng đánh bơm cảnh tử này đủ. Bự ngay lòng bàn tay mình luôn nha. Chim lấy cái điện thoại quay vô. Quay quay á. iPhone đâu rồi? iPhone đâu rồi? Mà của mày nãy ướt nước rồi mày quay mở nữa. Có vô không? Hay là không? Cái túi nãy giờ không queo rồi. Chắc không quá. Nãy nãy mày vớt nó bay liền. Còn cảm ứng chân tay luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ đi về. Trời ơi, đây hai, đây hai thí sinh bị đất này. Thí sinh đất này. Hello nè em. Quẹ đàn đang nóng rồi. Quẹ rồi. Đang nóng. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ về. Về tới nhà rồi. Nhiều nhà mấy bạn. Ông. Ông. Còn sống hết nha. Bao sống hết. Bao sống. Bao sống. Ừ, các bạn thấy không? Bác nào cháu cái đi. Ôi khoan nha, cho mình chụm cái này. Bao sống hả? Còn sống luôn. Thành quả tối ngày hôm nay. Được lấy nước cho nó. Giờ mình tiến hành mình gỡ ra. Đông luôn nè. Con này mình đem trong rượu. Rượu. Đây chỉ rượu và đồ đậu bông lần trước. Lần trước mấy con. Ở lần trước chắc đậu cũng được 1/3 nhưng mà 1/1 4/1 của này. Sao được? Trời đồ mấy cu đen nè, cái này là thằng cu đen chứ không thằng nào nè. Ê, là mấy con này là đấu ngâm được thân. Chơi bỏ ra. Thôi đi là mấy con này để nấu đi. Lấy ra đi con nè. Con khều con thấy nó đen bỏ vô thôi. Con này nhúc nhích nè nè nấu đi. Nhúc nhích mình vô đây. Nè nhúc nhích nè. Đó giờ tao ra nè. Rồi rồi quay.